Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Honey Beauty. Mình là Thảo Huyền, hiện đang là chuyên viên làm đẹp tại chị làm đẹp Honey. Thì rất là vui khi video chia sẻ về màu môi xu hướng năm 2023 được đón nhận rất là nhiều, và hầu như là khách hàng điện tới để Honey có thể tư vấn về màu son rất là nhiều luôn nha. Thì cái việc màu son với mình với là cái việc thu mua của mình sẽ có một cái sự gần tương đối với nhau thôi, không thể tuyệt đối được. Thì hôm trước là mình đã chia sẻ về màu đỏ rồi, thì hôm nay nhân tiện có một khách hàng đến tại chị làm đẹp Honey để tư vấn về màu môi nhưng mà về màu cam, thì mình cùng tìm hiểu xem là không biết cái cơ duyên nào để chị tới và cùng tìm hiểu về cái màu cam cho xu hướng màu 2023 nha. Xin chào chị có thể giới thiệu sơ qua về bản thân cũng như là cái mong muốn của chị mà khi tới làm đẹp tại tiệm làm đẹp Honey hay không? Xin chào Huyền nha, chị thì năm nay cũng đã 30 mấy tuổi, 40 rồi, mình giấu tuổi chút xíu ha. Thì hôm trước đó chị có coi cái clip của Huyền chia sẻ về cái màu môi và màu đỏ, nhưng mà chị thấy cái độ tự nhiên chị rất là thích, nhưng mà cái màu đỏ lại là chị không có thích lắm về cái màu đỏ, mà chị hay xài về cái màu son màu cam. Vậy hả? Nên không biết là Huyền có thể tư vấn cái màu cam cho chị được không ha? Thì việc màu đỏ hay màu cam chỉ là cái sở thích khác nhau thôi. Còn cái độ tuổi thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng làm sao cho khách hàng sau khi thu mua phải tươi trẻ hơn chứ không phải là nó già hơn. Và tùy vào cái mục đích của khách hàng, ví dụ như một số khách hàng có cái nét mặt nó quá baby đi, giờ theo cái vị trí và theo cái công việc thì mình phải làm cho cái màu môi làm sao đó để cho khách hàng tôn lên cái vẻ đẹp nhưng không hề kém cạnh về phần tươi trẻ nha. Thì cái việc mà chọn màu cam cũng là một trong những màu mà xu hướng năm 2023 hiện nay rất là hot, và đặc biệt là những bạn trẻ dưới 40 tuổi sẽ rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là chị biết không, không những là cái mình suy nghĩ là chỉ là màu cam thôi, nhưng trong cái mặt tông màu cam đó nó sẽ có rất là nhiều màu cam khác nhau. Thì không biết là chị Phương trước khi tới là mình có tìm hiểu hay là tham khảo về những màu cam mà chị mong muốn chưa? Chị thì hay đánh cái màu son giống như là màu cam đất thôi. Chị chỉ biết màu cam đất chứ chị chưa biết là cái tông màu son lại có nhiều màu cam đến như vậy. Thì màu cam chia sẻ luôn với các bạn nha, màu cam của mình sẽ có rất là nhiều màu cam luôn. Ví dụ như cam tươi không của mình nè, rồi cam đào nè, rồi cam san hô nè, rồi cam đất giống như chị nói. Và còn rất là nhiều cách màu cam khác nhau tùy vào cái mức độ tông đậm hay là tông nhạt hoặc là cái sự tự nhiên, thì nó sẽ có một thiên hướng màu khác nhau. Thì người ta hay đặt cái màu á, là ví dụ như vì là cái màu đó là màu cam san hô là vì màu giống màu san hô, hoặc là cam đào thì giống như cái quả mọng đào như vậy, thì nó hơi thiên hướng, hoặc là mình kêu là cam cà rốt tại vì nó giống cái màu cà rốt. Mình hay nói vui với mấy bạn, giờ bạn muốn cam cà rốt Trung Quốc hay là cam cà rốt Việt Nam nữa thì nó sẽ có nhiều cái tông màu khác nhau. Nên khi mà bản thân Huyền mà chia sẻ với khách hàng cũng như là màu thì sẽ tìm hiểu kỹ hơn về độ tuổi này, tìm hiểu kỹ hơn về cái mong muốn, thì hoặc là cái thói quen, ví dụ như chị Phương đây có thói quen là dùng màu cam đất. Vậy thì sau để Huyền có thể là tư vấn cho chị thêm nhiều màu sau để chị có thêm nhiều lựa chọn hơn, sau đó thì cuối cùng hết chị thử xem những cái màu đó có phù hợp với chị hay không để mình quyết định nha. Ví dụ như Huyền đã vừa rồi chia sẻ ra là có cam tươi này, có cam đào này, cam san hô này, cam đất hay là cam cà rốt. Thì bây giờ nó sẽ qua, ví dụ như cam tươi là một cái màu cam mà gọi là mang thiên hướng tự nhiên, nó mang cái sự nhẹ nhàng, giống như kiểu là cái môi hồng của mình thì nó có hơi ánh cam một chút, nó rất là tự nhiên, giống như kiểu là phun môi về mà người ta không biết là mình phun môi ấy chị, thì nó hơi thiên hướng màu cam nhẹ, nó mang lại cái sự nhẹ nhàng và trẻ trung. Qua cái màu mà cam đào thì nó có gọi là cái sự dịu dàng nữ tính hơn một chút, và bắt đầu khi mà qua cam đất thì cam đất hay là cam san hô nó có sự chín chắn và gọi là chín muội hơn một chút. Tại vì cái tông cam đất đó các bạn, giống như kiểu mình đánh son cam đất thì nó mang cái phương hướng tông tây một chút, và khi mình phun môi thì cái màu cam đó nó không có còn cái ánh tươi nữa, mà nó sẽ là cái độ trầm lắng xuống ở ngay phần lòng môi, nó gọi là có cái điểm nhấn hơn đó. Thì cái cam đất đó cũng là một trong những màu cam mà hầu như các bạn hay đánh son màu đó, và tới khi tới tư vấn thì các bạn cũng chỉ hay biết màu cam đất giống như gì vậy. Rồi thì qua cái cam san hô là cái sự chín mùi, cái sự chín mùi nhưng nó lại cầm thêm cái tương hướng trẻ trung vào trong, gọi là cái màu cam thì đều là tương hướng trẻ trung, nhưng mà cái cam đất và cái cam san hô nó lại có cái sự trầm hơn, nó lại có cái sự chín chắn hơn một chút bên trong. Không biết là khi mà sau khi Huyền vừa phân tích bốn cái màu cơ bản đó, hoặc là cam cà rốt đi, thì nó mang thiên hướng là gọi là tự nhiên trẻ trung và hơi năng động một chút. Thì năm màu đó đi, thì không biết là khi mà Huyền vừa chia sẻ năm màu đó với những cái tính cách hoặc là những cái thiên hướng tông màu như vậy, thì chị cảm thấy là chị có hơi thích cái nào khác ngoài cam đất đó không? Thực sự chị vẫn thích cái màu cam đất nhất. Và chị cũng không biết là khi mình phun xong rồi cái màu cam đất nó, khi mà mình phun xong á với cái màu son á thì nó có giống nhau hay không? Thì các bạn phải hiểu như thế này nha, cái việc mình son môi với là việc mình phun xăm nó sẽ có thiên hướng tông màu thôi, còn không thể nào hoàn toàn mà gọi là thay thế son môi. Thật sự ra cái tư duy và cái suy nghĩ cũng như là cái sự tiếp nhận về thẩm mỹ càng ngày nó càng phát triển rồi,
phun son, phun môi xong không phải là để mà khỏi đánh son, mà trở về là một cái nền môi cho nó tươi, nó tự nhiên, giống như kiểu là làm mà người ta không biết làm mới gọi là phun mỹ và phun đẹp, chứ không phải là giống như kiểu những cô hay là bà mình trước đây 15-20 năm là phun môi cho đá đồng tiền là phun phải có màu, phải dày màu. Thì chị cái này là cũng một cái thông tin về trong phun xăm, thì Huyền cũng xin chia sẻ với chị Phương luôn. Ví dụ như có một số người là thích phải đậm, nhưng mà chị biết sao không, càng đậm ta không thể nào mà ví dụ như màu mực của bên Huyền là đang sử dụng màu mực hữu cơ, là những cái phân tử mực rất là nhỏ, thì nó sẽ là thiên hướng của trong tự nhiên và trong mỏng, chứ không có phải là trong dày. Mà muốn dày thì phải sao, có nhiều cái oxit sắt, nhiều cái kim loại nặng thì nó mới giữ lại được lâu, nó mới giữ lại được nhiều. Thì các bạn cứ nghĩ đi, khi những có thành phần về oxit sắt hay kim loại nặng hay những cái thành phần về vô cơ nó có nhiều trong môi của mình thì nó có tốt đâu không chị? Giống như kiểu mình son môi mà những cái son môi mà quá nhiều cái gì hết thì nó đâu có tốt cho môi mình. Thì bên màu mực của vô cơ hay là màu mực của vô cơ bên phun xăm cũng vậy. Nó nếu mà các bạn muốn dày màu, các bạn muốn đậm màu thì thường thường nó sẽ có những cái tạp chất đó vô trong. Thì bên tiệm làm đẹp Honey luôn luôn cam kết với khách hàng là sử dụng những màu mực vô cơ để tốt cho khách hàng, và xu hướng làm đẹp là làm đẹp đẹp tự nhiên, đẹp hơn bản thân mình nhưng mà vẫn phải an toàn. Đó là những cái thông tin mà mình xin chia sẻ với chị Phương luôn, để cho mình thay đổi về cái tư duy thẩm mỹ. Và vì nhiều bạn á hay nói là giờ phun môi làm sao để cho khỏi son môi luôn, không, các bạn nếu mà muốn phun môi mà khỏi son môi luôn á thì các bạn rất là mệt mỏi cho những cái năm về sau, tại vì màu môi lúc đó bắt đầu xỉn màu và sầm màu, và cái việc giải quyết những cái vấn đề đó nó còn cực hơn là so với việc đi phun môi lại ra. Đó, thì khi mà Huyền cung cấp lại cái thông tin đó thì chị Phương có muốn nó đậm giống như son nữa không? Chị không muốn nó đậm nữa, chị muốn nó tự nhiên hơn. Nó sẽ tự nhiên. Thì chắc là Huyền cũng sẽ chọn màu cam đất cho chị Phương, tại vì Huyền thấy là chị Phương đang sử dụng màu cam đất ở đây cũng là khá là phù hợp với cái khuôn mặt cũng như độ tuổi của chị Phương luôn. Và hầu như những khách hàng tại Tiệm Làm Đẹp Honey đều tới, và cái bảng màu đầu tiên của họ nghĩ tới khi mà tông cam đều là cam đất hết đó chị. Nên thành ra màu cam đất là một trong những lựa chọn mà dễ dàng cũng như là theo xu hướng của năm 2023 luôn nha. Thì không biết là trong quá trình mà chị tìm hiểu trước khi tới đây á, thì chị có những cái câu hỏi thắc mắc hoặc là trong quá trình làm chị có còn lo ngại cái gì không, để cho mình có thể tư vấn cho chị luôn. Thì hôm trước chị cũng có coi các clip cũ của Huyền rồi đó, thì chị cũng có biết vấn các vấn đề mà hay phát sinh ra như là sưng, là kim tim hay là bị đau nhiều hay đau ít thì chị cũng nắm được rồi. Nhưng mà cho chị hỏi một vấn đề nữa là mình có cần kiêng cử ăn những cái thức ăn gì sau khi mình phun môi hay không? Kiêng gì? Kiêng biết cái gì? Kiêng gì em chị? Kiêng gì em? Kiêng đừng ăn ít quá. Dạ. Tại vì sao các bạn biết không? Phun xăm thẩm mỹ hiện nay á thì mình không phải là cái kiểu cũ là mình đi cà kiêng hay là đi tổn thương cái tầng da quá sâu, nên nó sẽ dẫn tới những cái tình trạng ví dụ như là sẹo nồi hoặc là những cái viêm nhiễm nặng. Nhưng mà phun xăm thẩm mỹ hiện nay nó chỉ là đi vào đúng tầng da, đi qua cái mặt trung thượng bì thôi, nó chỉ mới là mặt trên của lớp trung bì thôi, nên hầu như cái sự tổn thương về đằng sau vì rồi là sâu á thì nó sẽ không có. Nên chị cứ ăn thoải mái, chị có thì chị cứ ăn hải sản rồi là cũng được luôn, phải không? Thoải mái luôn, không có cần kiêng cử nhiều. Dạ chị yên tâm rồi, tại vì cái tác động của mình chỉ là phần mỏng lên trên thôi, nó không có ảnh hưởng nhiều. Và hầu như đôi lúc mà kỹ thuật của bên tiệm hàng Làm Đẹp Honey tốt nữa, nên hầu như màu mực để ghim về đều hoàn toàn phía dưới luôn, nó không có dư phía nhiều, nên thành ra cái độ bong tróc nó cũng rất là mỏng, rất là gọi là đã cám cám đó chị. Đó thì thành ra là các bạn phải yên tâm về cái việc là khi mà mình lựa chọn tại nơi uy tín và kỹ thuật tốt thì hầu như các bạn không cần kiêng cử gì nhiều, chỉ có là các bạn cần uống nhiều vitamin C lên để cho nó tăng cái màu môi cho nó tươi hơn, nó càng ngày càng tươi hơn. Vì khi có cung cấp vitamin C thì màu mình môi của mình nó sáng hơn và thêm những dưỡng chất để cho môi nó phục nhanh phục hơn. Cho chị hỏi một câu cuối nữa thôi, đó là đó là chị nghe nhiều bạn nói á, trước khi mình phun mình nên uống thuốc kháng sinh để hạn chế việc nổi mụn nước sau khi mình phun môi, thì cái đó có đúng không? Không biết là bình thường á chị có hay bị nổi mụn nước không? Chị ít bị. Rất là hiếm khi. Thì phần nhiều những khách hàng mà không bị thì mình không nên uống trước đâu, tại vì các bạn phải hiểu này, uống kháng sinh vô thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ trong con người mình. Và cái việc uống kháng sinh là để làm gì? Đó là khi mà phun môi thường thường sẽ là khoảng 50-60% của khách hàng của mình sẽ bị nhiễm herpes. Và herpes tức là có virus có sẵn trên con người mình, và khi mà có cơ hội tấn công tức là phun môi xong thì nó dễ bị viêm nhiễm hơn, thì chỉ cần vệ sinh sạch sẽ. Sau đó là sau mỗi bữa ăn chỉ dùng nước muối sinh lý để chị lau sạch sẽ và lau khô, đừng có để cho nó ẩm ướt, hoặc là đừng có ăn cay nóng quá, hay là đừng có ăn mặn quá, thì nó dễ nhiễm trùng hoặc là dễ bị viêm nhiễm thôi. Còn những cái khách hàng tức là khi nào bị rồi mình hẳn uống. Còn những khách hàng nào, tại vì sao chị biết là nhiều người hay khuyên chị là tôi uống trước thôi không? Tại vì những khách hàng đó là hầu như là buồn buồn nó tự nổi lên luôn, không cần phun môi cũng bị, thì chắc chắn những người đó khi phun môi bị luôn. Nên họ hay là họ lo trước, họ đi uống.
Nhưng mà với bản thân Huyền thì Huyền sẽ theo phương châm là có thể không bị, nên mình khi nào mình bắt đầu cảm thấy ngứa ngứa châm chích hoặc là có thấy một vùng nước nhỏ thôi là mình uống, chỉ cần khoảng 3 ngày kháng sinh thôi là nó dập liền, thì cũng không cần phải lo lắng có cái vấn đề đó, chỉ cần là sạch sẽ về vệ sinh sau khi ăn là được. Không biết là chị có nắm được cái phần mà uống kháng sinh chưa? Chị nắm được rồi. Còn câu hỏi nào nữa không chị? Bây giờ chị nôn lắm rồi, thôi mình đi làm luôn đi. Thì sau khi mà mình tư vấn cho chị Phương về những cái vấn đề ví dụ như là màu sắc này, về khi ngồi thì chị Phương đã có về thông tin khi xem những cái video của Huyền rồi. Nhưng trong quá trình Huyền làm, Huyền cũng sẽ cho chị Phương kiểm tra lại thằng khi ngồi thêm một lần nữa để cho chắc chắn. Và quá trình đó sẽ lặp đi lặp lại trong mỗi khách hàng khác nhau, chứ không có phải là khách hàng biết rồi thì mình sẽ không làm. Không, đó là quy trình chuẩn của Tiền Làm Đẹp Honey luôn. Nên các bạn và những khách hàng của Huyền tại thì Tiền Làm Đẹp Honey cứ yên tâm nha. Và bây giờ thì chắc chắn là phải đi làm đẹp cho chị Phương rồi. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Nếu các bạn còn thắc mắc về những cái vấn đề tại Tiền Làm Đẹp Honey thì hãy liên hệ số hotline hoặc là mình tới số 2 Hoa Thứ, phường 2 của Phú Nhuận, thì mình có thể là tham khảo xem là Tiền Làm Đẹp Honey có những cái danh mục nào hay là dịch vụ nào mình có thể thử thức nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.